Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Hiếu Đại Kiền Liên Bồ Tát. Ngưỡng bái bạch chư tôn giáo phẩm, chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni. Hôm nay trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, nhưng mùa Vu Lan báo hiếu cũng là mùa xuân của Phật giáo, mùa chư tôn đức được tăng quang hạ lạp, và cũng là mùa xá tội vong nhân. Hòa trong niềm vui chung của những người con Phật, đối trước pháp hệ chư tôn đức, chúng con đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. Kính bạch chư tôn thiền đức, mùa Vu Lan nữa lại về trên khắp miền quê hương đất nước Việt Nam. Khi những đóa hoa tâm đua nhau nở rộ, hàng triệu trái tim người con Phật lại thổn thức nỗi niềm tri ân và báo ân. Tháng 7 mùa thu lá rụng vàng, ấy mùa báo hiếu lễ Vu Lan. Bâng khuâng nhớ đến ân sinh dưỡng, thổn thức tâm con ngấn lệ tràn. Mỗi khi những làn gió thu thổi về, đất trời nhuốm màu quang sang, nhìn từng chiếc lá vàng đơn độc đang cuộn vào hư không mênh mông vô tận, mùa Vu Lan lại đến, vang vọng trong lòng mỗi người con dân Việt Nam. Ngày rằm tháng 7 đã trở thành ngày truyền thống trong dân gian, ngày của những người con hiếu hạnh, hướng về các đấng sinh thành, dưỡng dục ông bà, cha mẹ, tổ tiên của mình, hướng về công đức của các vị tiền bối đã tạo nên giang sơn gấm vóc, nòi giống quê hương mình. Riêng người Phật tử lại là ngày hội lớn của mùa báo hiếu, ngày Vu Lan thắng hội. Hoàng hôn xuống chuông chùa ngân nhẹ nhẹ, Vu Lan kinh trầm ấm vọng vang trời. Dù mai này đời chia sẻ trăm nơi, con vẫn nhớ tiếng ru hời của mẹ. Kính bạch chư tôn thiền đức, hòa cùng niềm hiếu hạnh nhân mùa Vu Lan, chúng con thiết nghĩ ai ai trong chúng ta cũng cảm thấy cõi lòng mình dấy lên một nỗi niềm bâng khuâng sao xuyến lạ kỳ. Bâng khuâng bởi giữa vũ trụ bao la kia, thân phận mình sao bé nhỏ quá, tầm thường và mong manh quá. Trong bé nhỏ và mong manh đó, đời mình vẫn còn diễm phúc được sinh ra và lớn lên trong bầu trời tình thương, hiền hòa và trong mát của cha mẹ. Tình thương của cha mẹ dành cho con là vô cùng bất tận. Bởi lẽ dù con có khôn lớn trưởng thành đến mấy, thì tấm lòng của hai đứa sinh thành vẫn vẹn nguyên như ngày thơ bé. Nước mắt chảy xuôi, mẹ cha cho đi chẳng toan tính vòng cầu, chỉ mong cho con được niềm vui và hạnh phúc. Cha mẹ là hương vị ngọt ngào của cuộc đời, là dòng suối bất tận của thế nhân, là khúc trời diễm ảo của tuổi thơ, là hết thảy những gì cao đẹp nhất của sự cao đẹp. Ôi bất hạnh biết bao nếu ai trong chúng ta không còn cha mẹ, nên một nhà thơ đã diễn đạt sự mất mát ấy. Bóng núi khuất mẹ cha không còn nữa, lòng tái tê lá rụng bụi thu về, cứu cửu huyền nhờ Phật tổ từ bi, lòng con gửi trăng rằm ngày tự tứ. Kính bạch chư tôn thiền đức, để tỏ lòng đền đáp tứ trọng ân, hôm nay trước Phật đại trang nghiêm thanh tịnh nhưng mùa Vu Lan thắng hội, đệ tử chúng con nguyện kề vai sát cánh, chung lòng tác phước thiền duyên, đốt nén tâm hương sắm sanh lễ mọn, kính dâng lên pháp y là món pháp khí, để quý ngài làm hành trang trên bước đường hoằng pháp lợi sanh, xiển dương chánh pháp, cứu hộ ban vui cho nhân loại. Chúng con xin được noi gương hiếu hành của tôn giả Mục Kiền Liên, nguyện cầu cho cửu huyền thất tổ và tất cả chúng sanh đang trầm luân trong cảnh giới khổ đau đều được an lạc giải thoát, đồng cầu nguyện cho phù mẫu tại tiền, lục thân quyến thuộc tật bệnh tiêu trừ, đủ đầy ấm no hạnh phúc. Kính bạch chư tôn thiền đức, giữa bầu không khí được tịnh pháp lữ,
chúng con xin được đảnh lễ khánh tuế chư tôn hiền đức, kính mừng quý ngài Hạ Lạp Gia Tăng Nhân Mùa Vu Lan hiếu hạnh, nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho quý ngài được sức khỏe dồi dào, thân tâm thường lạc, mãi mãi là ngọn đuốc trí tuệ soi sáng cho chúng con trên bước đường tu học giải thoát. Ngưỡng trên quý ngài thùy tự chứng minh, nạp họ cho chúng con được ân triêm công đức.